Dạ vâng, hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Thì hôm nay lại trở lại với kênh YouTube ô tô Quang Trung chuyên mua bán và sửa chữa. Thì ngày hôm nay em Trung giới thiệu với anh chị, nói chung là về cũng rất nhiều mẫu xe nhá. Thì cái tên em Trung chúc anh chị một ngày mới thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Thì em Trung sẽ đi lướt sơ một vòng và báo giá tổng thể và quay chi tiết. Nói chung là cũng có mấy con em thì em Trung quay chi tiết thôi. Còn những xe thì em Trung cũng có một cái video rồi, thì anh chị cứ quan tâm cái mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em Trung nhé. Theo số hotline 0962 494949. Em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, Tiên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng em Trung theo thời gian và năm tháng. Thì nói chung là trên cửa hàng em Trung thì cũng còn rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị, từ 5 chỗ, 7 chỗ, rồi 16 chỗ. Nói chung là nhiều sự lựa chọn lắm anh chị. Từ xe tải như này, có cả xe tải luôn nha anh chị. Nói chung là từ tiền trục, tất cả mọi cái thì anh chị thử nghĩ coi. Rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị. Từ 70 triệu đồng là anh chị đã sở hữu được một con xe ô tô về che mưa che nắng. Thì cũng ngày hôm nay thì em Trung cũng về được hai con bán tải và con CX5. Nói chung là anh chị mua về thì cũng chỉ việc đi thôi, và cũng phải làm bất cứ cái thứ gì nữa. Nói chung là tất cả mọi chức năng thì hai con xe kia thì phải nói là toàn bộ là như mới hết nha anh chị. Toàn bộ là như mới hết nha anh chị. Cũng không cần phải quan tâm, em Trung cũng không cần phải quay nhiều. Thì tại vì hai con kia thì nó sẽ đời rất là cao và chạy rất là ít. Nói chung là rất mới nha anh chị. Thì trước tiên em Trung báo giá cho anh chị một con xe tải XLS 2019 nhập Thái nha anh chị. 2019 nhập Thái, số tự động nha anh chị, một cầu. Thì xe này nói chung là anh chị nào mà so bì với lại cái xe mới thì không có mua được đâu. Em Trung nói một điều là anh chị mà suy bì với xe mới thì cũng không có mua được. 2019 XLS số tự động một cầu, giá phải nói là cực kỳ yêu thương cho anh chị. Nói chung là cái xe này hầu như toàn bộ là sơn zin, tất cả 5 cái vỏ thì đều còn nguyên zin nha anh chị. Nói chung là có banh cho anh chị nhá, banh cho anh chị khoảng 400 triệu đó. XLS 2.2 một cầu nha anh chị. Đấy. Nói chung là xe rất đẹp cho anh chị. Nói chung là nhập mà, thằng này nó nhập bây giờ là coi như là chuyển qua rồi, không còn nhập nữa nha anh chị, không còn nhập nữa. XLS 2019 nói chung là xe này phải nói là cực kỳ là mới rồi, nên anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Ô đô của anh, quan trọng là cái ô đô này anh chị, 45.000 này, 45.000 thì coi như là 5 cái vỏ thì còn zin, camera hành trình thì tất cả cái đều đầy đủ hết nha anh chị. Đó. Em nó thì đã được bọc cái bộ ghế rồi và bọc trần rồi. Nói chung anh chị về chỉ việc đi thôi, không phải làm bất cứ cái thứ gì nữa. Tem mạc thì xe này sơn zin cả con rồi, thì anh chị không cần phải suy nghĩ. Bảo hiểm hai chiều và tất cả cái đầy đủ hết nha anh chị. Đó. Rất là đẹp. Đây anh chị, đó, hàng ghế sau của nó. Thì xe bán tải hầu như là toàn bộ là những hàng ghế sau là không có người ngồi, chỉ có ghế tài và ghế phụ thôi. Nói chung là mấy anh này thì cũng đi công trình và tất cả một cái, thì xe này gọi là đi kiểm mà đi chơi mà anh chị. Nó cũng vừa mới về, biển số 79, thật sự là rất là mới nha anh chị. Đây, xe vừa về thì cũng chưa có rửa ráy, chưa có làm gì hết. XLS một cầu biển số 79. Phải nói là cực kỳ là đẹp nha anh chị. Đó, nói chung là em nó được trang bị thêm cái nắp thùng rồi, anh chị về thì không cần phải làm một cái gì hết. Đó, đã được trang bị một cái nắp thùng rồi. Cái xe nó đẹp hay không thì anh chị nhìn cái thùng cung đầu boy này. Nếu mà xe mà đi chở hàng, xe này gọi là đi chơi thôi. Nếu mà đi chở hàng thì những cái tấm nhựa này nó móp méo hết rồi. Cái này nên bởi vậy cái thằng này nó còn mới chắc à. Rất là mới nha anh chị, xe này hầu như là toàn bộ là sơn zin cả con luôn rồi. Nên anh chị quan tâm thì cứ alo trực tiếp. Có số điện thoại em Trung để dưới phần mô tả. Đó, Oranger XLS một cầu nha anh chị, số tự động. Rất là đẹp. Rồi, tiếp theo em nữa là em CX5 bản Dulux 2020 nha anh chị. Xe này phải nói là cực kỳ mới.
cực mới luôn, biển số 49, anh chị mua về thì cũng chỉ việc xài và sử dụng, hỗ trợ ban cho anh chị luôn nhá. Phải nói là này, còn cái tem mạc anh chị không, tem mạc nó vẫn còn đang còn zin nguyên này đó. Đăng kiểm tháng 3 năm 2022 thì xe này chưa hết đăng kiểm nha anh chị đó. Rất là mới nha anh chị đó, nhìn phải nói là cực kỳ là phê cho anh chị đúng không. Mazda CX-5 màu trắng, anh chị nào hợp phong thủy màu trắng alo mạnh dạn cho anh chị băn 70% nha anh chị. Xe này bán cho anh chị với cái giá chỉ với 790 triệu. Đó, rất là mới nha anh chị. Nói chung là anh chị mua về thì cũng phải được nói là lợi thì cũng rất là khá khá. Đó, nói chung là vỏ lốp của anh chị này thì nói chung là xe này chạy rất ít. Vỏ lốp thì phải kể đến xe này thì chạy rất là ít. Này, em nó được trang bị thêm cái bộ nẹp và nội thất của em nó đây anh chị. Đây vừa về ghế chỉnh điện này, đây anh chị thấy không? Rất là mới. Ô đô của em nó thì màn hình của Mazda. Từ từ để anh lấy cái ô đô, cái này xe này khóa rất là mới, rất là đẹp nha anh chị. Lấy anh mượn cái remote chơi chút xíu em. Keo chỉ thì xe này gọi là, xe này thì gọi là nó như mới rồi. Đó. Em nó được trang bị thêm cái bệ bước này anh chị, đã được trang bị thêm cái bệ bước. Nói chung anh chị mua về thì chỉ được xài thôi, không cần phải làm bất cứ một thứ gì nữa. Rất mới nha anh chị, nói chung là CX-5 đó anh chị, đâu phải nói là cực kỳ là mới. Ô đô của em nó thì em coi xem nào, ô đô đâu rồi đây anh chị, 11.000 đó anh chị thấy chưa, 11.000 nha anh chị. Nói chung là phải nói con xe này phải nói là cực kỳ mới rồi, nên anh chị mọi cái vấn đề không phải suy nghĩ, hỗ trợ banh cho anh chị luôn nhá. Xe này phải nói là rất mới và đồ chơi thì phải nói là cũng phải nói là cực kỳ là ấy rồi. Mâm vỏ của em nó thì phải nói là riêng xe này thì không có một vết chảy, riêng xe này không có một vết chảy nha anh chị. Bản này bản đu lất nha anh chị. Mazda CX-5 đó, giá phải nói là rất là yêu thương cho anh chị, 790 triệu, hỗ trợ banh cho anh chị 70%. Nên anh chị quan tâm thì alo trực tiếp cho em Trung theo số line 0962 đó, em Trung số line của em Trung là 0962494949, em Trung để dưới phần mô tả nha anh chị. Đó. Rồi tiếp theo em nữa là em Fortuner 2012, máy dầu số sàn. Xe này cũng phải nói là cực kỳ là đẹp rồi. Xe này là chủ này là chủ thứ hai rồi nha anh chị, chủ thứ hai rồi, tới em là chủ thứ hai rồi, ngay chủ ủy quyền rồi. Bán cho anh chị với cái giá chỉ với 550 triệu. Rồi tiếp theo em nữa là xe này, Fortuner này thì em Trung đã có một cái video chi tiết đằng dưới rồi nha anh chị, đã có một video chi tiết rồi. Rồi tiếp theo em nữa là em Innova G 2010, Innova G 2010 bán cho anh chị với cái giá 265 triệu nha anh chị. Đó anh chị đang nhìn cái nước sơn của em nó kìa, rất là bóng nha, nước sơn rất là bóng, bộ đầu của em nó này. Đó, phải nói là cực kỳ là đẹp cho anh chị một chiếc xe Innova G 2010. Xe này đã có một cái video chi tiết rồi nha anh chị, 265 triệu cho anh chị. Nói chung là rất là nhiều sự lựa chọn cho anh chị đúng không? Phải nói là từ 7 chỗ, 5 chỗ phải nói là cũng rất là nhiều. Đó. Phải nói là cực kỳ là đẹp trong chiếc Toyota Innova. Rồi, tiếp theo em nữa. Rồi, em làm chung giới thiệu luôn với con Vitara. Rồi tiếp theo nữa là Vitara 205 hai cầu, chạy siêu tiết kiệm và bền bỉ. Anh chị cần đi off-road hoặc là đồi núi đi chơi, tất cả mọi cái đều ok hết. Mà xe này em Trung đã có một cái video chi tiết rồi, xe này em Trung đã có một cái video chi tiết rồi nha, 195 triệu. Rồi tiếp theo em nữa là em mộc mạc màu trắng, anh chị về tập lái đây, anh chị thấy nhìn thấy không, 70 triệu cho anh chị đúng không. Nhìn gọi là bốn quả mâm vỏ thể thao cho anh chị, quá thể thao luôn đúng không anh chị. Biển số 70, ngày hôm nay em bán cho anh chị 70 triệu luôn. Biển số 70 Matiz đời 2006, Matiz đời 2006 nha anh chị, chỉ với 70 triệu. Đó anh chị thấy không,
phê không? Đăng kiểm còn tới tháng 6 năm 2022. Rồi tiếp theo em nữa, nên là mấy cái xe này thì em Trung cũng không có review nhiều, và tất cả mọi cái thì thật sự là nó lên cái kênh YouTube của em Trung, mà nó cái sub nó lớn mà tự nhiên là đi lên mấy cái xe này thì nói chung là cũng quay lướt sơ thôi, nếu để mà làm một cái video lên thì nó khó coi quá, nên anh chị quan tâm thì cứ alo trực tiếp cho em Trung. Rồi tiếp theo em nữa là em Ford Everest 2005-2006 gì máy dầu, xe này biển số Hà Nội, nói chung là hơi dập dập và già xe, máy dầu đó anh chị, về đi vừa đi rẫy thì tất cả cái đều ok hết. Bán cho anh chị với cái giá 200 triệu bao rút hồ sơ cho anh chị, ok chưa, sướng chưa, máy dầu thì tìm đâu ra xe. Rồi tiếp theo em nữa là em Honda Ra bản RS, xe này phải nói là đồ chơi miên man khủng luôn rồi. Nói chung body trước body sau hông hết tất cả, cái camera trình camera 360 thì phải nói là không thiếu một cái gì hết cho anh chị. Nào, màu đỏ nhìn bao phê bao chất chân chị, màu đỏ nhìn bao phê bao chất chân chị đó, rất là sướng. Rồi tiếp thêm Trung mở cửa coi, nói chung là trời nó cũng hơi sầm sầm tối lên buổi chiều, em Trung quay cái video có những xe nào và tất cả cái em Trung up lên cho anh chị. Quan tâm cái mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em Trung theo số hotline 0962494949. Em Trung tọa lạc tại đường Lê Hồng Phong, Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng. Và bạn nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh, bấm chuông để tiếp tục xem nhiều xe cập nhật về cửa hàng em Trung theo thời gian và năm tháng nhé. Thì tiếp theo em nữa là em Ford Transit 16 chỗ. Xe này thì em Trung đang rút hồ sơ cầm tay 2016. Đó, màu bạc. Anh chị mua về thì cũng chỉ có việc kiếm tiền thôi, ra tên và đi kiếm tiền thôi. Mọi vấn đề đó thì anh chị cũng cần phải suy nghĩ. Ford Transit 2016 bán cho anh chị với cái giá 320 triệu, bớt cho anh chị 10 triệu còn 310 triệu nhá. Rồi tiếp theo em nữa là em cóc cóc xe tải, anh chị về kiếm tiền đây. Đây kiếm tiền Suzuki Carry 2011 thùng kín. Chán, vác lại đây cho em Trung, sướng không? 90 triệu đồng đó, 2011 nha anh chị. Xe này thì phải đánh nước sơn đầu cabin gọi là nguyên con rồi, nước sơn đầu cabin nguyên con rồi, chưa làm bất cứ một thứ gì hết nhá. Rất là đẹp, nhìn bẩn dơ giấy bẩn thỉu thì thôi, nhưng mà em nói dọn ra là nó đẹp như cậu với mợ. Anh chị về, cái quan trọng ở đây không phải là để anh chị mua cái xe về đậu đó, mà anh chị mua về để kiếm tiền, đúng không? Kiếm thu nhập, kiếm cuộc sống hàng ngày đó. Anh chị chán vác lại đây cho em Trung, đăng kiểm này đấy anh chị này, tháng 9 năm 2022, Suzuki 2011, bán cho anh chị với cái giá đang còn như thế này, em Trung bán cho anh chị 90 triệu, em Trung dọn xong bán cho anh chị 10 triệu. Nên bởi vậy mỗi một cái xe em Trung lãi thì tầm cỡ khoảng đâu đó lân quân 10 tới 15 triệu. Đó, nên anh chị cứ quan tâm, alo trực tiếp cho em Trung mạnh dạn nhé. Rồi, tiếp theo em nữa là em đầu búa 202. Xe này là Toyota cá mập tháng 4 năm 2022, đăng kiểm đang còn. Xe này đời 202 bán cho anh chị với cái giá, bán cho anh chị cái giá 65 triệu. Rồi, tiếp theo em nữa là em Toyota đầu búa xe cứu thương, không? Sản xuất 2011 máy dầu, bán cho anh chị với cái giá cũng cực kỳ là yêu thương luôn, 450 triệu. Tất cả cái xe này thì tên em Trung nhá, biển số Sài Gòn nhưng mà tên em Trung. Đó, gara Quang Trung. Nên là cái xe này ngày xưa, ngày trước thì em Trung làm từ thiện, và bữa nay không có người chạy nữa rồi, nên em Trung cũng bán. Đó. Rồi thì còn con 16 chỗ thì đã sáng nay đã đi rồi nha anh chị, em bán chỉ có 50 triệu thôi. Nên tới khi có anh khách mà đã nghe được ở đây thì tại sao anh khách phải cộng lại cho người ta thêm 20 là thành 70. Bởi vậy nói chung mình bán xe đó, có cái anh khách coi trên YouTube, anh mà đã coi được đúng anh thì comment bên phía dưới giùm em nha. Rồi rất cảm ơn anh, và cũng phải nói là rất là cảm ơn anh chị các bạn đã ủng hộ và quan tâm em Trung rất là nhiều. Đó, cũng rất nhiều sự lựa chọn cho anh chị, từ 4 chỗ, 5 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, đúng không anh chị? Nói chung là từ tiền chục tới tiền tỷ. Nên là bởi vậy anh chị cũng quan tâm thì alo trực tiếp cho em Trung theo số hotline
và em Trung chuyên mua bán sửa chữa. Và đặc biệt cái anh chị mua chán vác về cho em Trung thì quay đầu lại 10% nhá. Trong vòng 2 tháng thì anh chị cứ quay đầu lại cho em Trung 10% bất cứ cái giờ nào, kể cả nửa đêm. Nên là mình bán xe bằng cái uy tín, bằng cái thương hiệu của mình mà. Và đặc biệt cái là ở đây em Trung có bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa tất cả mọi cái, mọi thứ nha anh chị. Nên anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo trực tiếp cho em Trung. Đó. Thì thôi, cuối cái video thì em Trung cũng chúc anh chị một buổi chiều thật là vui và hạnh phúc bên gia đình. Và hẹn gặp lại anh chị những cái video tiếp theo. Xin chào bà con và hẹn gặp lại nha.